Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông bà Lê Tùng Lâm, Phan Thị Tuyết Nhung, Võ Tín cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê. Theo thông tin tại buổi tiếp xúc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 với tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra, trên cơ sở thảo luận xem xét toàn diện các báo cáo tờ trình, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và 29 nghị quyết khác với tỷ lệ thống nhất cao, thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm của các đại biểu. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao về kỳ họp và kết quả của kỳ họp, đồng thời đề nghị cần ban hành cơ chế chính sách đầu tư các bãi giữ xe trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, cử tri còn đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội giám sát chặt chẽ các dự án của Trung ương trên địa bàn thành phố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phòng chống tham nhũng và nhiều vấn đề dân sinh khác.